Mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của Cơ sở Công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, mở đầu phần tin vắn hôm nay sẽ là thông tin nhiều tổ chức an ninh mạng và ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo người dùng về các nguy cơ tấn công vào tài khoản ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam. Hình thức lừa đảo phổ biến là mạo danh người bán hàng, chat giao dịch và lừa lấy số điện thoại và cả số tài khoản ngân hàng. Hệ thống cảnh báo an ninh mạng CyberRadar vừa lên tiếng cảnh báo xuất hiện nhóm đối tượng lừa đảo nhắm trực tiếp vào người sử dụng các dịch vụ Internet Banking tại Việt Nam. Hình thức lừa đảo phổ biến là mạo danh người bán hàng, chat giao dịch với nạn nhân, sau đó lừa lấy số điện thoại và số tài khoản ngân hàng. Tiếp theo, những kẻ lừa đảo sẽ mạo danh ngân hàng nhắn thông tin chuyển tiền vào một đường link mạo danh để lừa nạn nhân thanh toán. Công ty an ninh mạng BKV cũng ghi nhận, 3 tháng đầu năm 2017 đã xuất hiện hàng loạt vụ việc đánh cắp tài khoản người dùng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Trước nguy cơ ngày càng tăng, một số ngân hàng trong nước như Techcombank, Maritimebank cũng vừa gửi các cảnh báo đến khách hàng của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức độ quan tâm về việc an toàn an ninh mạng ngân hàng vẫn chưa được tổ chức tài chính lẫn người dùng quan tâm đúng mức. Cũng liên quan đến vấn đề an ninh mạng, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCER vừa phát đi cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên diện rộng đa quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo VNCER, nhóm tin tặc có tên gọi là Shadow Broker đã tuyên bố đánh cắp được một bộ công cụ gián điệp tấn công hệ thống nhằm khai thác dữ liệu cơ quan an ninh mạng quốc gia Mỹ NSA. Mục tiêu của các công cụ tấn công này nhằm vào các tổ chức tiền tệ, ngân hàng lớn, phần đông có trụ sở tại khu vực Trung Đông như UAE, Kuwait, Qatar, Palestine và Yemen. Tuy nhiên, VNCER cho biết theo báo cáo đánh giá của các chuyên gia an toàn thông tin mạng, thì điều này có nguy cơ gây mất an toàn thông tin trên diện rộng đa quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do đó, VNCER khuyến cáo các tổ chức nhanh chóng rà soát và cập nhật hệ điều hành Windows nhằm tránh phải gặp những lỗ hổng bảo mật chưa được phá lỗi. VNCER cũng khuyến cáo nên cập nhật phiên bản mới nhất của các chương trình diệt virus, thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ bằng cách sử dụng các ổ đĩa lưu trữ ngoài và không kết nối các ổ đĩa vào Internet. Jehan Motors vừa giới thiệu tại thị trường Việt Nam 3 loại xe tải mới với thương hiệu là Terraco. Sự xuất hiện thêm của Terraco sẽ làm cho thị trường xe tải tại Việt Nam trở nên sôi động hơn. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, năm 2016, doanh số bán xe tải toàn thị trường đạt hơn 84.000 xe các loại, tăng 22% so với năm 2015, trong đó xe tải nhẹ từ 5 tấn trở xuống chiếm 50%. Các dự báo cũng cho thấy phân khúc xe tải hạng nhẹ sẽ duy trì mức tăng trưởng 20% một năm trong những năm tới. Một số hãng xe khác cũng đã nhảy vào phân khúc này. Trong khi đó, Daihan Motor đã lựa chọn xe tải nhẹ là phân khúc đầu tiên trong giai đoạn mới gia nhập thị trường với 3 loại Terra 190, Terra 230 và Terra 240. Theo Daihan Motor, xe Terraco có mức giá cạnh tranh đi cùng chất lượng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Terraco phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ các cá nhân, hộ gia đình, công ty vừa và nhỏ kinh doanh vận tải, dịch vụ chở thuê đến các công ty vận tải, logistics có đội xe chuyên nghiệp hoặc các công ty startup khởi nghiệp với số vốn còn hạn chế. Daihan Motor đã đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên tại khu công nghiệp cơ khí ô tô thành phố Hồ Chí Minh, thuộc xã Hòa Phú, huyện Củ Chi với tổng số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô la Mỹ, diện tích 132.442 m2, công suất 20.000 xe mỗi năm. Hiện tại tỷ lệ nội địa hóa trên sản phẩm xe tải Terraco vào khoảng 20-25%. Daihan Motor cũng lên nên kế hoạch nâng cao tỷ lệ nội địa hóa lên 40% trong thời gian tới để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và nhằm xuất khẩu xe ra thị trường các nước trong khu vực ASEAN. Daihan Motor cho biết sẽ cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo để cạnh tranh với đối thủ qua việc đầu tư hệ thống trung tâm dịch vụ ủy quyền và dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7. Tháng 5 hàng năm chính là thời điểm mà Google tổ chức sự kiện dành cho các lập trình viên mang tên Google I.O. Đây là sự kiện mang đến những bài thuyết trình chuyên sâu về công nghệ như phát triển web, nền tảng di động và những ứng dụng thương mại được xây dựng bằng các công nghệ web mở từ Google. Và chính thức từ năm 2016, Google đã lần đầu tiên công bố giải thưởng Google Play Award hướng tới mục tiêu tuyên dương những ứng dụng trò chơi và các lập trình viên xuất sắc nhất. Năm nay, giải thưởng Google Play Award đã chính thức trở lại với 12 hạng mục cả mới lẫn cũ. Ở từng hạng mục, Google sẽ có tiêu chí riêng để lựa chọn ứng viên, nhưng tiêu chí chung là thứ hạng đánh giá cao, chất lượng kỹ thuật và sự mới mẻ. Ngoài ra, các ứng dụng sản phẩm phải được ra mắt hay có sự cải thiện đáng kể từ tháng 4 2016. Đặc biệt, ở hạng mục ứng dụng tốt nhất năm nay có sự hiện diện của một ứng dụng đến từ Việt Nam mang tên là Money Lover của nhà phát triển Finsify. Lễ trao giải sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18:30 giờ Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 tại sự kiện Google I/O 2017. Hãng Microsoft hôm 2 tháng 5 vừa ra mắt Windows 10S, một phiên bản rút gọn của hệ thống điều hành Windows 10, nhắm tới thị trường laptop giá rẻ cho học sinh, sinh viên, nhằm mục đích cạnh tranh với hệ điều hành Chrome OS của Google.
Microsoft cho biết tại một hội thảo về giáo dục của New York rằng phiên bản Windows 10S tương thích trên điện thoại di động và laptop và có một ứng dụng đăng nhập đơn giản cho phép các trường học thiết lập máy tính cho học sinh trong các lớp học nhanh hơn. Hãng cũng đã hợp tác với các công ty máy tính như Acer, Asus, Dell, Fujitsu, Toshiba, HP và Samsung để cung cấp máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 với giá rẻ cho sinh viên học sinh từ $189. Trong khi đó, mẫu laptop mới của hãng là Surface Laptop chạy hệ điều hành Windows 10S sẽ được bán với giá $999. Phiên bản mới của hệ điều hành Windows 10 ra mắt vài ngày sau khi Microsoft công bố doanh thu quý 3 thấp hơn ước tính của Wall Street vì doanh số bán laptop và tablet Surface giảm mạnh trước sự cạnh tranh của các đối thủ. Hãng cũng đã giới thiệu một sự thay đổi đáng kể trong phiên bản trò chơi Minecraft dành cho giáo dục để giúp sinh viên học sinh học các kỹ năng viết code thông qua trò chơi nổi tiếng này. Phiên bản mới của Minecraft sẽ ra mắt trong năm học mới. Mới đây thì Microsoft đã chính thức công bố phong chữ mang tên Dubai, thành phố nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời và những khu mua sắm đắt đỏ nhất thế giới. Như vậy thì Dubai đã trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới có kiểu chữ được đặt tên riêng trên hệ thống của Microsoft Office. Phong chữ Dubai được tạo ra bằng sự kết hợp cả hai chữ cái tiếng Ả Rập và Latin để tối đa hóa phạm vi của nó trên các ngôn ngữ khác nhau. Theo như ông Ahmed Al-Mari, trợ lý tổng thư ký của Hội đồng Quản trị Dubai cho biết, đây là sáng kiến nhằm mục đích thu hẹp sự khác biệt của phong chữ tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Chúng tôi đã xem xét các phong chữ tiếng Ả Rập hiện nay trên toàn thế giới và thấy rằng có một khoảng cách giữa tiếng Ả Rập và tiếng Anh trong việc thiết kế phong chữ. Vì vậy, việc tạo ra một phong chữ tích hợp cả 23 ngôn ngữ trên thế giới sẽ mang ngôn ngữ Ả Rập đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. Từ lâu, các nhà thiết kế đã xem việc dịch chữ viết tay Ả Rập sang chữ viết kỹ thuật số là một thách thức lớn. Câu hỏi hóc búa nằm ở việc dịch các dấu hiệu chữ Hoa sang các định dạng số dựa trên điểm ảnh và đảm bảo rằng chúng có thể đọc được trên nhiều phương tiện truyền thông, từ in đến trang web, màn hình video và điện thoại di động. Phong chữ Dubai sẽ được tích hợp sẵn trong Microsoft Office 365 cho 100 triệu người dùng của Microsoft tại 180 quốc gia. Bộ trưởng các nước trong khu vực châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu-EU đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch sẽ ngừng thu phí roaming kể từ ngày 15 tháng 6. Hội đồng Bộ trưởng các nước trong khu vực Liên minh châu Âu cũng sẽ phát triển sóng radio chất lượng cao cho hệ thống mạng không dây trên tất cả các nước thành viên EU, nhằm thúc đẩy việc kết nối điện thoại, đồng thời tiến tới đưa công nghệ 5G vào sử dụng. Như vậy, tổng chi phí cho việc truyền dữ liệu, vốn là một vấn đề gây tranh cãi tại khu vực, sẽ giảm xuống từ 7,7 euro 1 GB kể từ tháng 6 năm nay và sẽ giảm xuống còn 2,5 euro 1 GB trong năm 2022. Kể từ tháng 6 năm 2017, phí gọi điện sẽ giảm từ 5 su euro 1 phút xuống còn 3,2 su euro 1 phút, nhắn tin giảm xuống chỉ còn 1 su euro 1 tin nhắn. Ủy ban châu Âu sẽ tái xem xét các chính sách này 2 năm một lần và sẽ đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Một hãng công nghệ ở Singapore đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một phần mềm có khả năng tự động phát hiện và ngăn chặn những video có nội dung bạo lực, không phù hợp lan truyền trên mạng. Hãng công nghệ này có tên là Raymatics, bắt đầu triển khai dự án nhận diện video bạo lực từ năm 2011. Đội ngũ kỹ sư đã lập trình và đào tạo hệ thống của mình bằng cách giả lập những tình huống bạo lực để nâng cao khả năng nhận biết của hệ thống. Chúng tôi quay rất nhiều video và tái lập trình hệ thống liên tục để đưa ra các dấu hiệu nhận biết video mang tính bạo lực. Phần mềm ngay khi nhận thấy những dấu hiệu này sẽ lập tức báo về phòng điều khiển. Đại diện của Raymatics cho biết, vì thực tế luôn phức tạp hơn tình huống giả định, do vậy hệ thống còn cần phải được liên tục xây dựng, cập nhật và đào tạo. Đây là một hệ thống có khả năng học hỏi, nó sẽ tích lũy, phân tích và xử lý dữ liệu để nâng cao khả năng nhận biết video có nội dung bạo lực. Hiện tại, hệ thống của Raymatics đã ứng dụng trên mạng xã hội Uplus của Trung Quốc kể từ năm 2015. Tỷ lệ nhận biết video bạo lực lên đến 95%, với tốc độ nhận biết chỉ có độ trễ vài giây. Nó có thể nhận diện được có người trong video, có trẻ em trong video. Nó nhận biết được những hành động có tính bạo lực như đánh nhau hoặc những hành động có thể gây nguy hiểm đến trẻ em. Ngoài ra, nó còn có thể nhận diện cảm xúc khuôn mặt, tiếng hét, v.v. Trước đó, nhiều video bạo lực lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận và làm dấy lên câu hỏi giới chức và các hãng công nghệ phải làm gì để ngăn chặn những hành vi bạo lực và lan truyền bạo lực như thế này. Gần nhất là vụ việc một người đàn ông Thái Lan đã livestream cảnh giết con gái 11 tháng tuổi của mình và tự sát. Mới đây thì Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, nước này hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển mạng lưới Internet nhanh hơn và rẻ hơn cho cộng đồng, nhờ vào việc phát triển mạng lưới 5G và phần mềm, giúp giảm chi phí cho người sử dụng. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, mạng lưới cáp quang của Trung Quốc sẽ kết nối được hơn 30.000 vùng nông thôn, đồng thời sẽ tiếp tục giảm phí dịch vụ đối với các cuộc gọi quốc tế, cũng như phí dịch vụ đối với các cuộc gọi trong nước. Phí gọi ngoài vùng cũng sẽ giảm xuống. Hiện tại, Trung Quốc đang là nước đi đầu trên thế giới về việc phát triển mạng lưới 5G và dự tính sẽ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm trước khi kết thúc năm 2017. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, chiếc siêu du thuyền lớn nhất thế giới mang tên là Sailing Yacht Ace đã trải qua đợt kiểm nghiệm cuối cùng trước khi được trao lại cho chủ nhân của nó là nhà tỷ phú người Nga Andrei Menichenko. Chiếc du thuyền Sailing Yacht Ace là một trong những chiếc thuyền lớn và hiện đại nhất thế giới, có trị giá gần 460 triệu đô la Mỹ, với chiều cao hơn 100m và dài 143m. Cột buồm của du thuyền cũng có chiều cao cao hơn tháp đồng hồ Big Ben của London đến 3m.
Do yêu thích chữ cái A, nên tỷ phú người Nga Andrei Menichenko đã đặt tên cho du thuyền của mình là Selenia đây. Chiếc du thuyền sang trọng này có kích cỡ to bằng một chiếc tàu chở hàng trung bình với 8 tầng, một bãi đầu trực thăng, một phòng quan sát dưới nước, hệ thống động cơ chạy bằng diesel điện. Du thuyền Selenia A được trang bị lớp kính chống bom và có ít nhất 40 camera giám sát, một khoang kính nặng 2 tấn trên sóng tàu làm phòng khách dưới nước, ba bể bơi nghỉ dưỡng cùng đồ nội thất bằng gỗ và da. Được biết, để hoàn thiện chiếc du thuyền này, các kỹ sư của dự án đã phải mất đến 4 năm. Chủ tịch của tập đoàn Foxconn Terry Gao đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tuần qua. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump kêu gọi các công ty Mỹ phải sản xuất và tạo ra nhiều việc làm hơn nữa cho lao động trong nước. Thậm chí, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố là Apple sẽ phải lắp ráp sản phẩm trong nước. Sau khi rời Nhà Trắng, ông Terry Gao khẳng định là Foxconn sẽ đầu tư vào Mỹ. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một loạt các khoản đầu tư vào Mỹ cùng với các đối tác tại đây. Hoạt động đầu tư bao gồm các đầu tư về tiền và đầu tư về nhân lực lẫn công nghệ cao. Chúng tôi thực chất đã làm việc với chính quyền các bang nhằm tìm điểm đầu tư phù hợp. Ông Terry Gao không đưa ra thông tin gì thêm về chi tiết các khoản đầu tư vào Mỹ. Dự kiến thông tin cụ thể sẽ được đưa ra trong mùa hè này. Foxconn là hãng sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp linh kiện lớn của Apple. Tiền thân là hãng Huawei, Foxconn đang vận hành hàng loạt các nhà máy khổng lồ tại Trung Quốc. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, các chuyên gia Trung Quốc đã khám phá ra răng vằm miệng cá voi có thể cung cấp thông tin chính xác về độ tuổi của nó trong quá trình lắp ráp bộ xương cá voi tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau khi lắp ráp 11 cặp xương sườn, 1 cặp xương tay và 47 đốt sống, các nhà khoa học ước tính chú cá voi này có chiều dài gần 10,8 mét. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng phát hiện ra răng ở cả hàm trên và hàm dưới của cá voi. Với 14 răng trên vòng miệng trên và 47 ở hàm dưới, phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu thêm thông tin về loài động vật có vú này. Ông Tong Shenhan, giám đốc điều hành của Viện Bảo tàng Sinh học thuộc Đại học Hạ Môn cho biết, việc sử dụng răng vòng miệng để ước tính độ tuổi sẽ giúp cho các nhà khoa học ước tính chính xác hơn về tuổi của cá voi so với hầu hết các phương pháp trước đây đã sử dụng như cấy răng, đào sâu vào rễ của răng hàm để tìm ra độ tuổi của nó. Ngoài việc lắp ráp bộ xương và thu thập mẫu da, các nhà khoa học cũng đã tái tạo lại được cấu trúc mô hình bụng cá voi để biểu thị hình dạng của bào thai cá voi. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 của Cơ sở Công nghệ trên FPNC, và trong chương mục tiếp theo Ai làm gì ở đâu chúng ta sẽ có bùng nổ của cách mạng thực tế ảo trong các ngành công nghiệp sản xuất.